Sáng nay, các công đoạn cuối cùng như lắp đặt ống nước, cáp viễn thông hai bên cầu Tân Nghĩa đang được gấp rút hoàn tất. Nhưng từ tối qua, người dân đã có thể lưu thông qua cầu bằng xe máy hoặc đi bộ. Riêng xe ô tô các loại chưa thể qua cầu chờ kiểm định, xác định tải trọng. Theo kế hoạch từ phía Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, cầu chờ kiểm định chất lượng để xác định trọng tải cầu theo hướng giảm tải trọng. Trước khi xảy ra sự cố, cầu có tải trọng 8 tấn. Như vậy, cầu Tân Nghĩa đã sửa chữa trong thời gian khá nhanh, chỉ 6 ngày. Ngay sau sự cố sập cầu là sự cố sập cần cẩu khi đang trục vớt ô tô tải. Việc có kết luận chính thức nguyên nhân sập cầu cũng đang được các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp khẩn trương làm rõ. Cầu Tân Nghĩa được đầu tư theo hình thức BOT, tổng kinh phí 5 tỷ đồng và vừa chấm dứt thu phí vào tháng 2 năm 2019, tức sau 11 năm thu phí. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cũng chính thức thông tin sẽ không có việc thu phí trở lại, dù kinh phí khắc phục sự cố sập cầu là khá lớn.